Đây là lần đầu tiên Linh Nga tham dự một cái show diễn thời trang Eva đời Eva tại thủ đô Hà Nội. À, rất là hồi hộp và cũng có một chút lo lắng bởi vì sự chuẩn bị cho cái show diễn này là một cái phần mở màn à, đó là một cái tiết mục múa của Linh Nga à, Thật ra thì tham dự một show thời trang thì đã tham dự rất là nhiều lần rồi nhưng có lẽ đây là một cái show đầu tiên mà diễn tại Hà Nội và được uh, diễn chính với cái nghề của mình đó là góp vui một tiết mục múa thì cũng là mong rằng là uh, cái sự uh, chuẩn bị này sẽ đáp ứng được tất cả những cái mong đợi của tất cả mọi người và đây cũng là cái show múa đầu tiên trong một cái show thời trang đầu năm 2020 ông 16 của Linh Nga. Trong cái ekip thực hiện chương trình thời trang Eva The Eva năm nay thì đều là những người bạn, những người anh chị mà Nga rất là quý mến. Họ là những người mà đã cùng làm việc với Nga trong suốt thời gian qua và Nga rất là tin tưởng ở cái 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 sự chuyên nghiệp của họ, nhất là ekip của Eva De Eva và anh đạo diễn Phạm Hoàng Nam cũng như là chị Thúy Hằng. Đây là những người mà Nga nghĩ là họ đã đầy đủ kinh nghiệm để có thể tạo nên một cái buổi biểu diễn rất là thành công và Nga cũng mong muốn là thông qua những cái buổi biểu diễn mà Nga được góp phần như này, Nga sẽ được học hỏi ở các anh chị rất là nhiều và đang rất là chờ đợi để đến cái buổi biểu diễn ngày hôm đấy. À, vai trò của Linh Nga đợt này chắc cho Linh Nga xin được giữ bí mật đến phút cuối bởi vì tất cả những người mong đợi cái show diễn thời trang này tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 3 sắp tới sẽ là một cái sự tò mò thì hãy để cho cái tiết mục của Linh Nga được giữ kín và Linh Nga cũng xin chúc cho chương trình thời trang năm nay Eva Đời Eva một show diễn thành công tốt đẹp